Trước khi định nói điều gì, ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Nhân sinh là kiếp vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh. Đoạn trường là kiếp nhân sinh, đoạn trường đoạn kiếp vô sinh thất thường.